tầm này lạnh lắm rồi đấy. Thế nào mà năm nay thời tiết nó cứ dở dở ương ương nhờ. Chiều nay là tự nhiên hai cái bố con trên bến dưới thuyền này rủ nhau ra ngoài đầu đường gặp ngô gặp khoai để cảm nhận mùa đông ạ. Nào con ăn ngô ăn khoai. Rồi thì chả biết là có thấy được tí mùa đông nào không. Mà nãy giờ đánh bay hai củ khoai với lại hai bắp ngô to tướng rồi đấy. Kể cho mọi người một chuyện nhá. Hai cái bố con nhà này cứ được đi chơi hay là được nhận quà ta nói mắt cứ gọi là long lanh mừng rỡ hết cỡ luôn. Nói đâu xa xôi, ngay chiều tối hôm qua kìa, người anh iPhone S gửi tặng hộp quà. Ôi giời ơi, hai bố con ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống dưới luôn. Một, hai, ba. Ái chà chà, có cục wifi này, đồng hồ báo thức này. Đi học thôi bye bye. Rồi cả là hai cái voucher, thêm một cái áo checklist, chưa hết, một cái ba lô to đùng nữa cơ. Đúng rồi, tính nào, đi học. Xong rồi 6 giờ sáng hôm sau, sự bất ổn là nó ầm ĩ ngập tràn nhà tôi. Ôi giời, ầm như thế không dậy mình được đấy. Còn bây giờ là mình lên đường đi thôi nhở. Ai già dừng xe, đợi mẹ vào Starbucks làm cốc cà phê. Rồi ok, get go. Rồi cho cái mặt bánh bao này, tâm huyết không chứ lại. Ôi giời ơi, nâng có hâm hề chút nữa. Còn giờ là thẳng tiến luôn xe phone S, săn xèo cái TV, mang về tặng cụ ngoại nhá. Và tất nhiên rồi, cái việc mua bán là việc của ai? Không phải của bánh bao nhờ. Thế nên là đây, ba nhỏ lúc thì đứng múa, chán lại quay ra chụp ảnh selfie. Xong rồi chắc là điện thoại nhỏ quá, chuyển luôn sang con iPad to đùng này để chụp ảnh cho rõ. Ôi trời ơi, bánh bao chính con mắt thôi. Sự bất ổn đã làm gì dừng lại. Ôi giời, chùi rúc nhảy nhót không sót chỗ nào. Rồi nhìn này mọi người đoán được gì không? Để mình bật tiếng nhá. Bánh bao định xin cái cụ hộp bánh chứ còn gì nữa. May mà mọi người ai cũng bận không để ý đấy. Chứ không á, mẹ là mẹ ngại làm lấy bao nhá. À đây, cái tivi tặng cụ ngoại bánh bao này. Tivi cũ là chập chang lắm rồi, tặng cụ cái mới. Buồn rồi mở lên xem. May quá là may, mình đi đúng cái khung giờ flash sale 9 đến 11 giờ, ngày 25 đến 28 tháng 11 ấy. Nên là được hưởng luôn cái deal giá sốc. Xong rồi thì đủ thứ, điện thoại, laptop, máy lọc rồi cắp sạc, cái gì cũng giảm. Ông Quyền nãy giờ lăm le điện thoại mới kìa. Xong rồi thì còn nhấm nhá định vợ bảo có mỗi từ 25 đến 28 tháng 11 là iPhone S mới có Black Friday sale cháy sàn thôi. Tặng anh thêm một điện thoại nhá. Đấy, rồi thì mình cũng phải gật đầu đấy. Còn cái ba nhỏ này, đến lúc mẹ bảo đi về thì đây. Mẹ nhảy dắt tao vào nhà mẹ nhá.